Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, gần đây bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị nhiều trẻ nhỏ bị ong đốt trong tình trạng rất nguy kịch. Trong số này, bệnh Nhi, 10 tuổi, ở Hải Dương bị ong vò vẽ đốt trên đường đi học với hơn 100 nốt đốt khắp cơ thể. Dù được các bác sĩ cho thở máy, lọc máu liên tục và lọc máu hấp phụ độc chất, nhưng tình trạng suy đa tạng tiếp tục diễn biến xấu, suy tuần hoàn nặng hơn. Các bác sĩ đã hội chẩn, quyết định thực hiện kỹ thuật ECMO, tiêm phổi nhân tạo để hỗ trợ chức năng các cơ quan nhằm duy trì sự sống cho cháu. Đáng tiếc, sau 2 ngày, cháu đã tử vong trong tình trạng suy đa cơ quan, rối loạn đông máu nặng, không đáp ứng với các biện pháp điều trị. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa, tai nạn do ong đốt là tai nạn thường gặp ở trẻ, nhất là trẻ sống ở nông thôn. Tùy theo loài ong mà nọc sẽ độc ít hay nhiều, có loại gần như không độc, ong mật, nhưng cũng có loại gây tử vong chỉ với 10 vết chích như ong vò vẽ, ong đất, ong bắp cày và ong bầu.